Và cái bên cạnh tớ này là một nữ ca sĩ Gen Y nhưng mà có cấu hình của Gen Z và với những bài hát mang không khí chữa lành rất là cao. Yeah, Sunny Hạ Linh. Vậy thôi hả, mình không có thông tin gì thêm hả? Em chào biết tất nhạc. Bên cạnh Sunny lúc này là nam ca sĩ Jundi, tên thật là Đặng Quang Dũng. Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1991, cũng Hoàng Đạo Market. Cái này là MC Thu Giang từ nhà bè ạ. Ngoài công việc ca sĩ thì anh còn tham gia vào hoạt động sáng tạo, creative. Yeah. Cảm ơn Thu Giang nhà bè rất nhiều. Các bạn đang lắng nghe chương trình Beat Đất Nhạc, nơi mà chúng mình sẽ ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện đằng sau những bài hát và album qua chính lời kể của những nghệ sĩ đó. Rồi, hiểu tại sao là đứng rồi đó mọi người. Hiểu tại sao đứng hát rồi đó. Bạn muốn bỏ qua video này, nhưng sự thật là mỗi ngày có đến 7 phụ nữ Việt Nam qua đời vì ung thư cổ tử cung, căn bệnh gây ra bởi virus HPV. Đừng để điều đó ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Phòng ngừa HPV ngay hôm nay. Xin chúc mừng hai bạn đã vừa ra mắt ca khúc Castaway là Khách vào ngày 20 tháng 3 vừa qua. Đầu tiên thì mời mọi người giải thích tên bài hát. Castaway tiếng Anh nghĩa đen của nó là người sống sót trên hoang đảo. Người sống sót duy nhất. Người sống sót duy nhất thì rồi còn tiếng Việt thì là khách. Đối Sunny thì cái chữ lạc nó trong từ lạc lõng. Ngoài ra thì có thể là hiểu trong từ lạc đường. Cái từ Castaway thì nó gợi nên cảm giác là một người sống sót duy nhất nhưng đồng thời cũng là người bị bỏ rơi. Và hình như cũng có một thời gian cái từ này được dùng như là một cái từ lóng để nói về cái trường hợp khi mà bạn bị bỏ rơi trong tình cảm. Thì đó là lý do mà bọn mình chọn thêm bài hát là Castaway. Và cái nghĩa lạc khách thì nó cũng hướng đến một cái chút gì đấy niềm vui. Tại vì lạc cũng có nghĩa là lạc quan. Đúng rồi. Tức là mình là người duy nhất sống sót hoặc cũng có thể là người bị bỏ rơi lại trên hoang đảo. Nhưng mà mình vẫn vui. Ba tính từ mô tả bài hát này. Lãng mạn, cô đơn và cá nhân. Mid tempo, mixture, với lại gì nhỏ, cá nhân. Ủa, được không ta? Được mà. Được. Thực ra nội dung nó nói về cái sự khó khăn khi mà một người bắt đầu bước vào cái quá trình chấp nhận bản thân mình hoặc là những cái sự thật mới hay những cái điều mới thì nó sẽ cần rất là nhiều cái thời gian cho cá nhân. Vậy mình tò mò không biết là lúc mà mọi người sáng tác ra bài hát này thì đã có một câu chuyện hay là một cái trải nghiệm cá nhân nào nó thúc đẩy mọi người? Thật ra là phải rất cảm ơn nhạc sĩ Chu Đạt đã đưa bài hát này cho Chu đầu tiên. Sau đấy thì Chu của Musuni có viết thêm những cái đoạn đầu cuối cho bài hát để cho bài hát nó có nhiều cái không gian của bọn mình hơn nữa. Trong đúng cái giai đoạn mà Sunny sản xuất bài hát này thì Sunny có cái cảm giác là mình lạc lối. Tại vì cái giai đoạn đó cũng là giai đoạn mà Sunny phải trải qua một cái thay đổi rất là lớn. Và khi mà mình suy nghĩ càng nhiều về cái chữ Castaway thì mình càng nhận ra là nó rất là giống với cái cảm giác hiện giờ của mình cảm nhận được. Cái phần tiếng Anh đầu thì nó diễn tả khá là toàn diện cái câu chuyện của Sunny cũng như là cái ý nghĩa của từ Castaway. Mình tò mò không biết là Sunny có thể chia sẻ thêm về cái việc cảm thấy lạc lõng đó và bây giờ thì bạn còn cảm thấy cái sự lạc lõng đó nữa không? Đúng vào cái thời điểm sản xuất bài hát Castaway này thì Sunny cũng quyết định là ngưng làm việc với công ty cũ của mình. Khi mà mình quyết định như vậy thì mình cảm thấy là tất cả những thứ xung quanh mình nó mọi thứ đều rất là mới và mình cảm thấy là mình chỉ có một mình thôi. Lúc trước mình cũng đã cảm thấy lạc lõng rồi ở trong cái môi trường cũ đó, nhưng mà khi mà mình quyết định thoát ra khỏi nó thì mình lại càng cảm thấy lạc lõng hơn nữa. Và mình cảm thấy mọi thứ nó rất là không có gì chắc chắn hết. Nhưng mà trong cái quá trình sản xuất của Castaway thì mình lại tìm ra được một cái ý nghĩa mà giống như lúc nãy Jun có nói là mình vẫn có thể tìm được sự lạc quan ở trong cái hoàn cảnh đó. Tại vì sẽ có rất là nhiều người cũng rơi vào những cái trường hợp như vậy và sẽ phải luôn nhớ rằng là xung quanh mình vẫn có mọi người, phải nhớ là luôn luôn sẽ có những người bên cạnh mình và luôn tìm được sự lạc quan kể cả lúc mà đang lạc lối. Nghe sợ ấy. Okay, run away but no way.
Vậy thì giờ mình muốn đi qua một cái phần khác của bài hát này, đó chính là phần hình ảnh MV. Và khi mình xem cái MV đó thì cái MV nó cũng toát lên một cái cảm giác vừa lạc lõng nhưng mà vừa rất là ấm áp. Không biết là mọi người có thể chia sẻ thêm về quá trình xây dựng concept cho cái MV đó như thế nào? Trong MV thì nó là một sự đóng góp của rất nhiều người về công sức. Thực sự là phải cảm thấy rất may mắn. Tại vì là ngoài chuyện mà mình đang muốn làm, cùng lúc đấy lại có những người khác xung quanh mình họ cũng muốn làm, nên là mới tạo ra một cái sản phẩm mình cảm thấy là với bản thân của Jun thì cảm thấy rất là hài lòng. Nói chung là idea về hình ảnh thì là chủ yếu là đến từ thực ra chính là bởi vì khi mà bọn mình làm cái phần nội dung hình ảnh cho cái sản phẩm này, thì khi mà cái từ Castaway ngay vào thời điểm đó nó có những sự tương đồng nhất định trong cuộc sống với cái bài hát này. Những cái moment nó rất là đưa vào cho MV thì nó được sáng tạo lên rất là nhiều, nhưng mà để gọi mà bắt nguồn của những cái ý tưởng đấy thì từ những cái sự việc rất đơn giản thôi. Ví dụ như có một khoảng thời gian tự nhiên mình chuyển nhà rất là nhiều, tại mình không ở đâu mình cảm thấy ok hết á, tâm lý của mình chỉ muốn chuyển đến nơi khác. Thế nên mình cũng muốn đưa những cái điều đơn giản như vậy vào cho MV. Và cái may mắn nhất ở đây là đã có Sunny hỗ trợ cho mình. Cái buổi đầu tiên mà Sunny hẹn gặp đạo diễn Hoàng Đăng, đạo diễn MV, thì Sunny có nốt với Hoàng Đăng một cái nội dung rất là quan trọng, đó là Sunny sẽ muốn mang đến một hình ảnh cực kỳ mới và những cái gì mà trước giờ mọi người chưa từng nhìn thấy ở Sunny Hạ Linh. Tại vì tất cả mọi người trước đây đều nhìn nhận Sunny theo một cái hình ảnh mà ở trong mắt một người khác. Thì hiện giờ Sunny muốn làm một cái gì đó chân thực nhất với bản thân mình. Cũng may mắn là có một người bạn rất là hiểu mình, thế nên là đã cho mình được làm chính mình và được thể hiện hết những cái mà mình muốn thể hiện ở trong MV. Nãy Sunny nói là muốn thể hiện một cái hình ảnh chân thật hơn của bản thân, thì theo mình biết là trước giờ Sunny luôn theo một cái hình tượng nó khá là tươi sáng, khá là thơ, khá là thanh xuân vườn trường. Nhưng mà đối với cái MV này và bài hát này nói chung thì có vẻ là cái phong cách nó chững hơn và nó có lẽ là hơi tối hơn, hay hơi quyến rũ hơn, phải không? Thực ra đối với Sunny cái khác nhất là lúc trước thì hình ảnh nó mang tính chất an toàn rất là nhiều. Nhưng mà hiện giờ thì về bản chất của Sunny không phải là một người an toàn. Sunny khá là liều lĩnh trong tất cả mọi việc, kể cả cuộc đời lẫn những việc mình muốn làm với nghệ thuật. Thế nên là trong MV này thì Sunny muốn thể hiện cái đó ra nhất. Tại vì tất cả mọi thứ không phải là những thứ mà mình gọi là sẽ giỏi hơn tất cả mọi người hay là gì, muốn thể hiện cái đó mà mình muốn thử sức với tất cả những điều mà kể cả bay, cảnh bay nhảy hay là nhuộm tóc hay là tất cả mọi thứ, mình thực sự là rất có thể làm tất cả mọi thứ rất là liều lĩnh. Thực ra thì không phải là mình phải liều lĩnh hay an toàn gì hết á, mà sẽ có những giai đoạn, sẽ có những giai đoạn mình được làm cái này cái kia. Thế nên là thực ra là trong giai đoạn tiếp theo vẫn muốn làm những cái điều gì mà cảm thấy là bản thân mình nhiều nhất, nên là cũng chưa biết, hy vọng mọi người sẽ đón đợi. Nếu không phải liều lĩnh thì là tự do. Yeah, đúng rồi. Tự do. Đúng rồi, cảm giác tự do. Hãy tự bảo vệ bản thân ngay hôm nay bằng cách dự phòng HPV và tầm soát định kỳ. Mà mình sẽ quay lại với MV một tí. Thì nãy mình có nhắc tới cái phân cảnh cuối MV mình khá là ấn tượng, đó là cái ôm của tất cả mọi người phút cuối cùng. Thì không biết là mọi người có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của cái ôm đó. Thực ra thì cái ôm này là idea của đạo diễn Hoàng Đăng. Khi mà bọn mình chia sẻ cái thông điệp của các khúc Castaway thì Hoàng Đăng cũng đã bắt được rất là nhanh cái ý đó là dù mỗi người rất là khác nhau, mỗi người đều là các lạc khách ở trong cái bữa tiệc đó, nhưng mà cuối cùng thì mọi người vẫn tìm được cái sự an ủi ở tất cả những người mà có cùng tâm trạng với mình. Thế nên là cái ôm đó đại diện cho một sự là mình hãy nhớ là luôn luôn có mọi người ở bên cạnh mình. Đôi lúc bạn có thể một mình thật, nhưng mà chuyện cô đơn là rất khó. Cái ôm nó giống như là một cái câu lạc bộ của những người lạc quan vậy, và hy vọng mọi người sẽ luôn giữ cái tinh thần lạc quan như vậy. Trong tinh thần lạc quan đó, mình sẽ move qua một phần tươi sáng hơn, đó là phần vũ đạo. Thì không biết là bạn có thể chia sẻ thêm về quá trình tập luyện và thực hiện những cái vũ đạo đó. Sunny thì đã đam mê nhảy nhót từ rất là lâu rồi, và tại vì thực sự là trước khi làm ca sĩ thì đã là một dancer từ lâu lắm rồi. Nhưng mà trước đây thì mình chưa được thể hiện cái đam mê đó nhiều lắm. Thì đến bây giờ trước khi mà xương cốt, đồ gân cốt nữa,
nó lão hóa đến mức không lão rượu dã thì may quá mình vẫn còn kịp để mình thực hiện những cái project mà mình được thỏa sức với đam mê nhảy múa của mình. Tất nhiên là cũng sẽ rất là khó khăn, tại vì thứ nhất là lịch trình của Suni khá là dày đặc, và thứ hai là tuổi tác kiểu cũng có tuổi rồi, nhưng mà mình cũng rất là vui khi mà được kết hợp với những biên đạo, với là những con rất là tài năng như biên đạo Vũ Minh Tân. Và thực sự là mặc dù thời gian rất là ngắn thôi, chỉ có một vài buổi tập, nhưng mà Tân rất là tận tình chỉ dạy cho Suni. Và mặc dù xương cốt có tí rượu rão nhưng mà vẫn cân đẹp đúng không? Okay. Nói chung là cũng ok trộm vía, là cũng thể hiện được tròn trịa những cái gì mà mình muốn thể hiện ở trong MV lần này. Theo mình biết thì Jundi không có nhảy. Thì bây giờ mình sẽ có một challenge với bé. Trong vị trí ngồi này thì mời Sunny dạy cho Jun một động tác nhảy nho nhỏ trong MV. À, động tác nhảy trong MV. Có cái động tác mà xoay mấy vòng. Môi trường này không có được rồi. Thì đó là nó mới là challenge trong vị trí ngồi này, không ra khỏi vị trí ngồi. Đâu để suy nghĩ một coi. Một động tác. Ok nha, để một cái gì? Vì là tôi về những vấn hương cứ nơi trong tràn văn. Và tân. Bây giờ mình nhớ rồi thì mình tự nhảy. Không nhớ, không nhớ. Tôi hát chắc. Đúng rồi, ok. Vì là tôi như người mất hương. Mất hương. Mất hương là xuống nè. Như người mất hương cứ nơi trong tràn văn. Tân, ok. Nó là phải, phải, trái, xuống. Ok. Trời chết rồi, đầu rốt rối rồi đây chưa? Lại nha, nhớ nha. Vì là tôi nhìn mất hướng xuống. Ok. Né tránh và thân tần tần. Ok. Rồi nha, lại nha. 2, 3. Vì là tôi như người mất hướng. Né tránh là tay lên. Né tránh và thân tần tần. Đúng rồi, rồi lại nha. 2, 3. Vì là tôi như người mất hương, cứ né tránh bản thân. Ok, xin chúc mừng. Rồi, hiểu tại sao là đứng rồi đó mọi người. Hiểu tại sao đứng hát rồi đó. Vì là tôi như người mất hương, cứ né tránh bản thân. Vì là tôi yêu mà cứ giấu, dập tắt những ngại ngần. Vì là tôi đấy thôi. Mời Sunny và Jundi, nếu như hai bạn được gửi một lá thư hoặc là một lời nhắn tới người còn lại 9 năm trước thì mọi người sẽ nói gì? Nghe thấy sớm rồi, nghĩ tới thấy sớm rồi. Nếu mà gửi Sunny 9 năm trước thì là phải nhắn Sunny hồi đấy, là phải nhắc nhở Sunny bây giờ thật sự là cần phải giữ cái lạc quan cho bản thân mình. Bởi vì khi mà mình làm một công việc, tính chất của nó là mang đến sự chữa lành cho mọi người, thì bản thân mình cũng cần nhiều hơn sự chữa lành. Cảm ơn Sunny ngày xưa ở đó. Ok, gửi tới Jun Đăng Dũng. Đúng rồi. Gửi 9 năm trước. Jun ơi, hãy vui vẻ lạc quan yêu đời lên, vì mọi điều nó sẽ xảy ra đúng theo như cuộc đời sắp đặt thôi, nên không cần lo lắng gì nhiều đâu. Đó, xong rồi. Nhau lên từ đồng chí. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ và đến với Bức Tất Nhạc. Và bây giờ xin chào tạm biệt. Cảm ơn Bức Tất Nhạc. Cảm ơn. Xong. Bye bye. Yeah. Mời mọi người silent review về trải nghiệm làm việc với người còn lại. Me first.